cha 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 la 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 la. Muốn khoanh tay quay mặt trăng màng, ngồi đến những nếp nhăn bờ trang, nhắc cho ta một thời yêu nàng. Nàng như nữ vương thiền mỹ, cùng gian sắc kia cười chỉ làm ta đau điên thần chi. Mặt trời che ta tiêu di, ôi tình yêu giống như cơn mê. Yêu làm chi chi thêm ông sầu, yêu người nên cố thân cho ta mới yêu mà ra. Ôi tình yêu giống như cơn mê, yêu làm chi chi thêm anh chuyện. Yêu làm chi sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Uống nước đi, bình tĩnh này, nghe nói nhịn đi mà, sống chung một nhà có gì đâu mà. Thôi, thôi anh đã nói rồi, thôi đi. Rồi xuống đây. Chị đã biết em với con đủ là hai cái đối thủ không đội trời chung với nhau từ tối hôm qua mà chị còn kê xuống đây chi vậy chị ha? Nè, thông giọng mà chưa có thông cái đầu hay sao vậy hả? Ngồi yên đó. Con đủ không vậy? Trời đất ơi. Đó, cãi nhau tới nỗi mà bây giờ mất tiếng, mất giọng luôn rồi còn ở đó mà cãi hoài. Uống nước cho thông họng đi ra nghe chị nói nè. Hả? Chị em ở trong nhà người ta nói là gà cùng một mẹ chớ hoài đá nha. Nghĩ sao mà hai đứa cãi nhau ôm sùm vậy hả? Vì một cái chuyện nhỏ xíu hả? Ủa, em đâu có đá đâu, em mới cãi lộn thôi. Cãi lộn nữa. Bây giờ chị không nói nữa ha. Gia quy gia pháp ở trong nhà này đã ghi rất rõ ràng rồi. Phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Phạt con vừa lao nhà một tuần nấu cơm một tháng. Cái gì còn con đủ đóng xung vào công quỹ gia đình 500 ngàn. Chị ai chị nghĩ làm sao vậy hả? Chị nghĩ sao em đi làm chị mệt mỏi rồi bây giờ bị tại em á. Rồi Chưa ơi, chị nghĩ coi. Nghe anh nói nè, thôi nói đi mà, chỉnh đi, đừng nói nữa. Không, em làm cái gì vậy? Trời ơi, nói mà, nói đi. Em nghe nói phụt. Đừng nói mà, người trong nhà không mà. Em nói được rồi. Em Sao chị không biết hả? Trời ơi, chị nghe mà đến nhau.
bực mình quá đi ạ. Uống đi nè. Trời ơi, công cuộc hòa giải mâu thuẫn của tôi coi như thất bại trắng tay rồi. Tèn 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 tèn. Bà nội mày gần đất xa trời, sắp theo ông theo bà rồi, có con cha nào mà dám mà tặng bông cho nội tới hai bó rồi con. Chứ đâu ra sao tự nhiên nội lại đi lượm bông, ai dục cho nội lượm? Trời ơi, tao nói cái chuyện gì đây nè. Bữa nay nội qua nhà của bà Tư chơi. Dạ. Thì trên đường nội đi đó, thì nội thấy nguyên một cái cặp tình nhân. Hai đứa từ từ đi lại, trên tay mỗi đứa cầm một bó bông. Nó gì đó, cái hai đứa ôm nhau làm một cái cảnh. Bó bông đâu? Bó bông tụi nó đang cầm trên tay. À, hiểu rồi, cái sao đó mà nội chạy lại đi giật bó bông, cái nội chạy về đúng không? Nó quánh tao phù mỏ hả? Tự nhiên tình nhân của ta đang cầm bông mà biểu tao giật. Trời, mày tưởng tượng ra cái gì vậy cậu? Không có, tụi nó ôm nhau một cái cảnh, tụi nó làm cái giống gì đó. Tụi nó đấu giở môi rồi. Đó, cái bắt đầu tụi nó leo lên xe. Dạ. Giống như nó leo lên xe rụng rời tay chân vậy con. Hai tay nó quăng ra. Thế một cái thằng cầm lái, một con nhỏ ở sau bay, hai bó bông rớt xuống đất. Nội lượm đem về. Tự nhiên có hai bó bông. Mà mày coi đó, trên đời này trai gái giờ nó có quan phí không? Tự nhiên mua hai bó bông nhau chi, tặng làm quà với nhau rồi làm bay lên vậy, cái rớt hai bó bông xuống để nội lượm. Nói cho con mượn hai bó bông này nghe. Chứ vậy? Bó bông hòa giải. Ê, này, 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 cậu. Bó bông tao hòa giải mày tặng cho tao hả? Trời ơi, con nhỏ này. Ủa, nó hòa giải với ai ta? Không lẽ nó cướp giữ tình của ba? Em, anh thấy hay là em qua em xin lỗi chị ba đi. Chuyện đâu có cái gì đâu mà em nóng tính quá. Lớn tiếng với chị, dù sao cũng là chị em ruột, sống chung một nhà mà. Anh biết gì mà nói, em nhường nhịn bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ tới lúc em phải phản kháng lại á. Giờ này ở đây á hả, ấy nấy rồi hả, không biết là tình chị em thế nào mà bển chắc người ta ngủ. Ai vậy? Nghe tiếng động mà anh ra anh không thấy ai hết, tự nhiên thấy có cái bó hoa nè. Ai bỏ trước cửa phòng anh nè? Ủa, cái này là gì ta? Của chị Dừa. Của chị Dừa đó. Em giục đi, giục lẹ lên. Giục đi. Đâu, để xem coi. Có tờ giấy nè. Wow. Xin lỗi chị yêu. Trời ơi, chắc chắn đó hoa này không ai khác, anh bảo đảm 100% đó là của vợ chồng. Chị muốn làm quà với em nè, chị mới tặng bông cho em. Trời ơi, anh ngây thơ gì mà ngây thơ dữ vậy hả? Quà của tổng độc đó. Sao em biết? Em khùng quá. Sao không biết được? Anh nghĩ sao, mới vừa cãi lộn xong bây giờ mang quà tới tặng, không có đọc ở chẳng thì chưa đặt cái gì. Dục lẹ lên, chết hết cả đám bây giờ, nhanh lên. Đồng ý á, làm em thì phải xin lỗi anh chị, nhưng mà có muốn cái gì thì cũng phải đến tận tay gặp mặt rồi nói chuyện cho phải lẽ, chứ ở đâu mà tự nhiên để cái bó hoa như vậy làm sao hả? Em à, em muốn suy nghĩ thoáng tí đi, đừng có căng thẳng quá. Nó biết lỗi rồi, nó tặng hoa đó, nó muốn làm quà. Người ta nói một câu nhịn bằng chín câu lành mà ha. Vừa yêu bỏ qua đi. Anh sợ em thiệt luôn á, đọc mấy cái chuyện trinh thám tiểu thuyết gì nó cố vô ám ảnh không à. Chị ruột của em đó ha, nhận đi. Thôi, tránh ra đi, tránh ra đi.
Đi qua đi nói... quăng ra ngoài giùm em cái đi. Chị ba chị đã có ý. Xin lỗi em gái. Thấy chưa? Thấy chưa? Thôi được rồi, coi như là đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại đúng không? Đúng rồi, vậy anh đề nghị là ha, mình cầm đóa hoa này nè, cái mình qua bên vợ chồng đu đủ ha, cái mình hỏi ra lẽ luôn. Chắc chắn là gặp mình là lẻn lẻn xin lỗi liền à, biết lỗi rồi. Nhưng mà hả, nhiều khi hai vợ chồng nó cũng kỳ. Em đâu phải là người khó khăn khó chịu đâu. Mà muốn gì thì cũng phải gặp mặt nhau rồi nói cho phải quấy đúng, đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, tự nhiên đương vậy giống như em là cọp vậy đó. Trời ơi, em hiền quá trời luôn. Em quá hiền luôn vậy đó. Đi, đêm hôm khuya khoắt mắt thay đồ chỉnh tề để qua xin lỗi ghê. Chị ơi, thay đồ để chị ra chị thấy chị mới xúc động, hiểu không? Mình mặc đồ đàng hoàng đó để thể hiện cái thành ý của mình, thấy không? Để đi. Ngộ ghê chứ. Làm như là chuyện... Chào em, Dự Tư. Anh. Dự Tư đúng là người đàn ông á. Biết lỗi thì nhận, biết sai thì sửa ha. Ủa, chuyện gì? Em thì chị lỗi. Chị nữa, chuyện cái này nè. Anh ba, em nghĩ chuyện của hai chị em để hai chị ấy nói chuyện với nhau. Đúng rồi, Dự Tư đúng số 1. Dạ. Phụ nữ nói chuyện ha. Chị... thật ra thì em thấy chị em mình là chị em. Nên làm gì thì làm, em nhỏ hơn chị. Sao đi nữa thì em cũng có lỗi đúng không? Thôi bỏ qua hen. Chị cũng biết lỗi của chị. Chị là chị mà tâm tánh không được bình thường. Tự nhiên nửa đêm nổi cơn hát hò ung dùm làm em bực mình. Em đang tâm sự với em của em mà. Chị thấy chị cũng có lỗi một phần. Mà em nói lời xin lỗi như vậy rồi. Chị vui và chị cảm động lắm. Chị sẽ rút kinh nghiệm, mai mốt chị hát sáng sớm chứ không hát nửa đêm nữa. Chị muốn hát buổi nào cũng được. Ủa, cho chị hát rồi phải không? Thì chứ cái chuyện mà hát mà đâu phải khóc đâu, đúng không? Đúng. Sao tự nhiên mình lại không có để cho người ta hát được? Vậy là em sai rồi. Hoa đẹp quá. Trời ơi, đúng rồi đó, hoa của em đẹp quá trời ha. Trời ơi. Ủa, mà... mua đâu đẹp vậy? Hả? Cái nào? Cái này hoa của em nè, chứ không phải cái này. Hoa của em đúng là đẹp thiệt. Mày hoa của em mà. Chị, cái hoa này cái gì vậy? Cảm ơn chị. Hoa này mới là của em, hoa này ai biết nữa. Chị mới mang tượng phòng ra, phải của em đâu. Hoa này của em. Hoa này của em. Ủa gì này? Ủa chứ mà em tặng chị hả? Gì vậy? Trời ơi, chứ không phải hai vợ chồng em mua hoa tặng chị để xin lỗi hả? Xin lỗi anh ba chị ba nha. Gì? Bận lắm, công việc bù đầu bù cổ không rảnh. Ủa kỳ vậy? Ủa sao? Chị mới là người xin lỗi em, chị mua hoa chị tặng em thì có đó. Chị xin lỗi em, chị xin lỗi em là chị không có mua hoa, chị chưa có mua hoa tặng em. Ủa là sao? Gì vậy? Trong thư có nói là gì? Chị yêu dấu luôn mà. Thì đó, trong thư em xin lỗi chị. Rõ ràng chị yêu dấu mà chị yêu này kia mà. Ủa này ra đây cái thư nữa nè. Ủa vậy là sao? Em thấy mắc cười quá à. Em với chị ba anh thấy ngộ ghê, như nít vậy. Đã mua hoa tặng cho nhau là thể hiện thành ý có gì đâu. Bộ hai chị em mắc cỡ với mỗi gì vậy? Tặng nhau thì nói tặng nhau. Mệt ghê là chị yêu dấu rồi. Thì tôi tặng thì tôi nói tôi tặng là tôi không có tặng. Thì chị yêu dấu này làm nó được không? Hả? Đã nói là gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Vì cái chuyện nhỏ xíu như con muỗi mà cái cọ nhau ôm sùm. Đánh nhau bù đầu bù cổ à. Hư, không biết dạy vợ. Chứ còn gì nữa? Để cho vợ mình hư thân mất nết à. Nè, chị em trong nhà lại phải thương yêu lo lắm, chăm sóc giúp đỡ cho nhau. Gia quy gia đình ngũ quả đến vậy rồi, nhớ không? Dạ. Lần này là tôi tha. Lần sau á, chiếu theo gia quy là chị phạt đó. Nghe chưa? Dạ, nghe.